Xin chào các bạn cùng nước nha. Mình sẽ có một cái series dành cho 12 cung hướng đạo. Đấy là năng lượng tình cảm tháng 8 năm 2023 này của bạn sẽ như thế nào. Thì cái video này dành cho các bạn cung nước, dành cho các bạn cung song ngư của giải bạo cảm. Thì mình sẽ đến với song ngư đầu tiên nha. Và trước khi vào trả bài thì mình mong các bạn hãy đón nhận thông điệp thông tin ở đây, tích cực và cởi mở giúp mình. Cũng như là hãy đừng chỉ lắng nghe mỗi mặt trời mà hãy lắng nghe cả mặt trăng, điểm mọc sao kim và cung nhật thứ bảy. Ok, xin chào các bạn cung song ngư, xin kết nối năng lượng với song ngư xem là chuyện tình cảm của bạn song ngư tháng 8 năm 2023 này sẽ như thế nào nha. Tình cảm song ngư tháng 8 năm 2023, 9 kiếm. Tình cảm song ngư tháng 8 năm 2023 sẽ như thế nào? 3 kiếm. Các bạn sẽ có những cái sự tổn thương nào đấy, hoặc các bạn đang có những cái sự tổn thương nào đấy, thì tháng 8 này là nó là một cái tháng để các bạn suy nghĩ về những cái sự tổn thương của mình rất là nhiều, hoặc các bạn sẽ chiêm nghiệm lại, cảm lại những cái sự tổn thương này. Ok, các bạn sẽ có những cái sự chiêm nghiệm về cái nỗi khổ niềm đau, về những cái sự tủi thân nào đấy, những cái sự tổn thương nào đấy, những cái vết xước nào đấy bên trong trái tim của mình. Ok, các bạn sẽ có cái sự thấu cảm, suy nghĩ nhiều hơn về những cái nỗi khổ niềm đau nào đấy, hoặc thậm chí là ai đó đã phản bội các bạn, đâm sau lưng các bạn, thì các bạn cũng sẽ cố gắng để nhìn nhận được ra cái bài học của riêng bản thân mình đó. Các bạn có cái sự sâu lắng hơn với những cái trải nghiệm đau thương nào đấy mà mình đã từng có. Song ngư tháng 8 năm 2023, chuyện tình cảm của song ngư tháng 8 năm 2023 sẽ như thế nào? Tiểu đồng tuận. Các bạn sẽ có những cái từ đó nha, từ những cái nỗi khổ niềm đau cũ đó, nó sẽ sinh ra được cái gì các bạn biết không? Đấy là các bạn sinh ra và lắng nghe cái mong muốn của bản thân mình. Các bạn sẽ xem rằng là mình thực sự muốn cái gì. Từ trước tới giờ ấy, mình thấy rằng các bạn hơi bị mơ hồ với cái mà mình thực sự muốn ấy, bởi vì các bạn bị overthinking ấy. Bạn suy nghĩ rất là nhiều nhưng mà chẳng có suy nghĩ nào nó vào với suy nghĩ nào, và thậm chí các bạn không có cái hệ thống logic về cái tư duy của mình. Thế nên là nhiều bạn đây là mình còn cảm nhận như là các bạn còn không có chính kiến cơ, không có chính kiến cá nhân, thành ra là rất là dễ cái chính kiến của mình bị coi thường, lời nói của mình bị coi thường, cái mong muốn của mình bị coi thường, hoặc là các bạn sẽ luôn bị cảm giác như là mình không được trân trọng trong các cái mối quan hệ. Thì từ những cái nỗi khổ niềm đau đó, trong tháng 8 năm 2023 này, nó sẽ là cái sức bật để các bạn suy nghĩ về những mong muốn cá nhân của mình. Mình muốn cái gì? Mình thực sự muốn cái gì? Mình muốn đầu tư vào ai? Mình muốn đầu tư vào kiểu mối quan hệ như thế nào? Ok, năng lượng tình cảm song ngư tháng 8 năm 2023 này sẽ như thế nào đây? The Devil. Các bạn sẽ sinh ra nhiều tham vọng lắm, cực kỳ nhiều tham vọng luôn. Bạn nào mà đã từng có sự tổn thương thì các bạn sẽ có nhu cầu mong muốn đi tìm mối quan hệ mới, hoặc là cho mối quan hệ mới nào đấy một cơ hội, hoặc là sẽ đầu tư vào một cái mối quan hệ tình cảm nào đấy và nâng cấp mối quan hệ đó lên trở thành một kiểu mối quan hệ ràng buộc nhau nha. Có thể là ràng buộc về mặt thể xác, cũng có thể là ràng buộc theo dạng cam kết, vân vân, nhiều kiểu ràng buộc lắm. Bạn sẽ có nhiều tham vọng hơn trong một cái mối quan hệ, và bạn sẽ rất là nỗ lực cho cái chuyện tình cảm của mình, hoặc cho cái mong muốn cá nhân của mình, cho những cái nhu cầu nào đấy của mình. Ok, từ trước đến giờ có thể là các bạn sẽ đè nén cái nhu cầu của mình, mong muốn của mình. Thì tháng 8 này sẽ là một thời điểm để mà các bạn nương theo cái mong muốn đó, thậm chí là lắng nghe cái mong muốn đó và đầu tư để thực hiện hóa cái mong muốn đó. Đấy, các bạn sẽ, nhiều bạn đây là đã từng có tổn thương, thì các bạn sẽ có cái mong muốn yêu và được yêu nhiều hơn, và các bạn sẽ nương theo dòng, xuôi theo dòng và cứ yêu thôi, chứ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trước thì các bạn suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà tháng 8 này thì nó lại là một cái thời điểm mà các bạn sẽ làm nhiều hơn là nghĩ. Đấy, cứ làm thôi, cứ yêu thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều. Mình có cảm xúc với ai, ai có cảm xúc với mình thì cho cơ hội. Đấy, và xuôi theo dòng. Và các bạn sẽ nỗ lực tám xu, các bạn sẽ nỗ lực cho cái mối quan hệ đó, các bạn sẽ nỗ lực cho cái cảm xúc của mình, hoặc là các bạn sẽ nỗ lực cho cái mà mình muốn. Tùy vào mỗi bạn ở đây nha, tùy mỗi bạn song ngư ở đây, cái mà mình muốn. Các bạn muốn cái gì thì các bạn sẽ nỗ lực vì cái đó, và các bạn sẽ làm nha. Đây là cái chủ điểm và cái keyword dành cho các bạn
song ngữ này, đấy là các bạn sẽ làm, chứ các bạn không ngồi một chỗ và các bạn nghĩ nữa. Trước thì các bạn nghĩ lắm lắm, suy nghĩ nhiều lắm, thậm chí là đào, tự đào cái suy nghĩ vào những cái sự tổn thương của mình. Nhưng mà hiện tại các bạn sẽ hướng ngoại nhiều hơn, các bạn sẽ cho bản thân mình được phóng cái tư tưởng của mình, tư duy của mình ra phía bên ngoài, và các bạn sẽ hướng về những cái nhu cầu và ao ước cá nhân nhiều hơn. Và bạn sẽ làm. Okay. Còn làm như thế nào, làm gì thì tùy vào mỗi bạn đấy. Đó. Để thực hiện hóa những cái ước mơ nào đấy cá nhân của mình. Đó. Bạn sẽ cực kỳ quyết tâm cho những cái mong muốn cá nhân nha. Trước đây là mong muốn cá nhân của bạn bị đè nén, thì bây giờ các bạn sẽ thậm chí là yêu luôn cả cái mong muốn cá nhân của mình. Đó cũng là một cái cách yêu thương bản thân. Đấy là lắng nghe cái nhu cầu của mình và chắp cánh cho cái nhu cầu hoặc cho những cái mong muốn nào đấy của mình, nó được bay cao bay xa và nó trở thành hiện thực, và mình sẽ có cái quyết tâm cho nó. Nhiều bạn đây là mong muốn cái gì thì sẽ làm cái đó. Tháng 8 này sẽ là thực hiện hóa nha, thực hiện hóa và đóng lại, khép lại những cái chương cũ nào đấy để khởi đầu cho bản thân mình những cái chương khởi đầu mới. Và thậm chí các bạn sẽ không còn là cái con người cũ nữa, không còn là cái sự tổn thương cũ nữa, không còn là cái người cũ nữa, mà các bạn sẽ đây, cái lá xuyên suốt cho cái bộ mà mình vừa trải ra đấy là ông vua gậy. Đây, ông vua kiếm đây. Các bạn sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều, các bạn sẽ lột xác và trở thành một cái con người mà chững chạc hơn rất là nhiều. Cứng rắn hơn, rắn giỏi hơn, có sự quyết đoán hơn, có sự quyết tâm hơn, có sự trách nhiệm hơn với cuộc sống riêng của mình trước. Chưa cần biết là với cuộc sống với ai, nhưng mà các bạn sẽ có cái trách nhiệm rất rất là nhiều với cái cuộc sống riêng của chính bản thân mình. Và bạn thực tế hơn rất là nhiều. Ok. Khi mà trước đây các bạn bơi lội trong cái chín kiếm này này, thì hiện tại trong khoảng thời gian tháng 8 này, các bạn sẽ là ông vua kiếm. Các bạn sẽ là cái người có khả năng làm chủ cái suy nghĩ của mình này, nhận biết được là cái suy nghĩ nào là mình nên nghe theo và suy nghĩ nào mình nên lược bỏ, làm chủ cái hệ thống tư duy của mình, biết được mình thực sự muốn cái gì và làm đó, thực hiện để làm cái mong muốn đó. Ngày hôm nay mình muốn đi đây đi đó thì mình làm cái đó, ngày hôm nay mình muốn làm cái này làm cái kia thì mình làm cái đó, chứ không suy nghĩ quá nhiều nữa. Ok. Nếu như hỏi về chuyện tình cảm thì mình thấy rằng đây sẽ là một cái bài học yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bạn sẽ tập trung vào cái thế giới riêng của mình nhiều hơn, kể cả bạn có tình cảm với ai đó thì các bạn sẽ làm, okay, chứ không suy nghĩ quá nhiều. Có cảm xúc thì làm, có cảm xúc thì nỗ lực, có cảm xúc thì đầu tư. Thế thôi. Thì đấy là trải bài mình có thể dành được cho các bạn cùng song ngư nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những trải bài tiếp theo của mình. Nếu như bạn nào cảm thấy hay, có sự liên quan liên kết thì mong các bạn cho mình một like, subscribe và ủng hộ kênh của mình nha. Ok, và bạn nào muốn học tarot thì có thể liên hệ với mình qua Insta và Facebook, mình sẽ để thông tin phía bên dưới. Ok, bây giờ mình sẽ đến với song ngư cự giải, cung cự giải. Xin cái nguồn năng lượng với các bạn cự giải, và mình mong các bạn hãy đón nhận thông điệp thông tin ở đây tích cực và cởi mở và bỏ qua những nó không liên quan nhé, bởi vì có rất là nhiều năng lượng chung. Ok, và bạn hãy lắng nghe cả cái cung mặt trăng điểm mọc sao kim và cung nhà thứ bảy để có bức tranh toàn cảnh cho cái năng lượng chung, sorry, cái bức tranh tổng quan của bạn về chuyện tình cảm tháng 8 năm 2023. Xin kết nối năng lượng với các bạn cự giải, xem là chuyện tình cảm của bạn tháng 8 năm 2023 sẽ như thế nào nhé. Tình cảm tháng 8 của bạn cự giải. Tình cảm tháng 8 năm 2023. Hai xu. Tình cảm cự giải tháng 8 năm 2023. Lovers, một số bạn đây là đang bị mắc kẹt lựa chọn giữa hai cái sự lựa chọn trong chuyện tình cảm nào đấy nhá. Hoặc thậm chí là lựa chọn mặt tình cảm, mối quan hệ tình cảm, khía cạnh tình cảm với công việc của mình. Đó, tức là bị mắc kẹt giữa hai cái sự lựa chọn nào đấy. Các bạn đang lưỡng lự để xem các bạn có đưa ra được cái sự lựa chọn nào đấy hay không nha. Hoặc bạn nào mà đang độc thân thì các bạn sẽ có cái cơ hội, không chỉ một cơ hội tình cảm mà thậm chí các bạn sẽ có hai cơ hội tình cảm ở đây nha, hai cái sự lựa chọn ở đây, hoặc là sẽ có hai cái khía cạnh nào đấy được mở ra trong tháng 8 này của bạn và bắt các bạn sẽ cần phải có sự chọn lựa. Cự giải tháng 8 năm 2023.
hội giải tháng 8 năm 2023 về mặt tình cảm, Justice. Nhiều bạn ở đây là chọn lựa xem rằng liệu mình có nên nâng cấp mối quan hệ này lên một bậc nữa hay không để trở thành cam kết kết hôn với mình hay không. Hoặc thậm chí các bạn sẽ có cái xu hướng suy nghĩ về cái việc là liệu mối quan hệ này có thể có tương lai với nhau được hay không. Đó. Tức là chắc chắn các bạn sẽ cần phải đưa ra một cái quyết định nào đấy liên quan đến cái chuyện tình cảm của mình trong tháng 8 năm 2023 này. Chuyện tình cảm của cự giải tháng 8 năm 2023. 10 gậy. Nhưng mà có vẻ như là cái quyết định này các bạn cảm như là mình phải đưa ra một cái quyết định nào đấy cho cái chuyện tình cảm của mình, trong khi mình thì chưa sẵn sàng, trong khi mà kiểu nhà bao việc việc này đó, hoặc thậm chí là các bạn cảm thấy như là mình bị dồn nén á. Hoặc nhiều bạn đây là bị những môi trường xung quanh, gia đình của mình, người yêu của mình tạo áp lực để khiến cho mình phải đưa ra một quyết định nào đấy về chuyện tình cảm của mình. Hoặc ngược lại là bạn tạo áp lực cho ai đó để bắt ai đó phải đưa ra một cái sự lựa chọn, okay. Đưa ra một cái sự lựa chọn nào đấy về chuyện tình cảm của mình. Một số bạn đây là tạo áp lực bởi vì là mối quan hệ có mối quan hệ người thứ ba nha, cho nên là bắt người đối phương là phải chọn mình hoặc người kia đó, chọn đi. Hoặc thậm chí là gia đình hoặc người tình nha, đấy, gia đình hoặc người tình đó, chọn đi đấy. Tức là chủ điểm cho các bạn cự giải đấy là các bạn sẽ phải đưa ra một cái sự lựa chọn nào đấy trong thời điểm mà các bạn cảm thấy không sẵn sàng hoặc đối phương không sẵn sàng, bởi vì có rất nhiều gánh nặng, rất nhiều vấn đề phải giải quyết cùng một lúc nha. Đấy, phải đưa ra một quyết định nào đấy trong khi các bạn cảm thấy như mình vẫn còn non lắm, mình vẫn chưa thực sự trưởng trạc, mình vẫn chưa thực sự trưởng thành, mình vẫn chưa thực sự có thể là làm chủ được, hoặc là có thể là chịu trách nhiệm được cho cái quyết định của mình. Đó, ở đây có nhiều câu chuyện nha. Đó, rất nhiều câu chuyện. Đấy là hoặc là bạn ép ai đó lựa chọn giữa bạn giữa một cái khía cạnh nào đấy trong cuộc sống của họ, hoặc là một cái đối tượng nào đấy trong cuộc sống của họ, hoặc là bạn phải đưa ra một cái quyết định, sự lựa chọn giữa cái người đối phương với một cái gì đấy trong cuộc sống của họ, của bạn. Đấy, hoặc là cái mối quan hệ này nó đã đến cái thời điểm xem rằng là liệu chúng ta có đi đến cam kết kết hôn với nhau được hay không. Và đôi bên phải đưa ra một cái quyết định nào đấy trong khi là những cái người trong cuộc thì còn rất nhiều cái gánh nặng nào đấy chưa giải quyết xong ấy. Rất nhiều gánh nặng chưa sẵn sàng. Cự giải, tình cảm cự giải tháng 8 năm 2023 này sẽ như thế nào? Bảy gậy. Và nhiều bạn đây là sẽ có xu hướng không muốn đưa ra một cái quyết định nào cả nha. Hoặc cái người đối phương của bạn sẽ có cái xu hướng là muốn kháng cự, muốn phòng thủ, chưa muốn đưa ra một cái quyết định nào cả và muốn bàn lùi. Đấy. Ok. Vua cậy. Nhiều bạn đây là phải đưa ra một cái sự chọn lựa giữa phương án A, phương án B, hoặc là giữa đối phương này, đối phương kia nha, giữa những cái cơ hội tình cảm nào đấy. Nhưng mà có thể là bạn sẽ có cái xu hướng bàn lùi, hoặc cái người đối phương trong mối quan hệ sẽ có cái xu hướng bàn lùi, chưa muốn đưa ra một cái quyết định nào đấy ngay. Đó. Temperance, bởi vì họ đang muốn ưu tiên để tìm lại cái điểm cân bằng cho bản thân mình trước đã, hoặc là ưu tiên để tìm lại cái điểm cân bằng cho mối quan hệ trước đã, bởi vì họ muốn là đưa ra cái sự lựa chọn nào đấy trong cái sự tỉnh táo, trong cái việc là họ đã buông bỏ những cái gánh nặng nào đấy rồi, hoặc đã xử lý những cái vấn đề nào đấy mà họ đang cần phải xử lý trước. Đó, thì cái người đối phương hoặc là bạn sẽ có cái xu hướng là lựa chọn bản thân mình nhiều hơn nha. Ok, lựa chọn bản thân mình nhiều hơn và đi tìm lại điểm cân bằng trong cái cuộc sống riêng của mình. Nếu như mối quan hệ của bạn nó bất ổn, bấp bênh, hoặc là bị kẹt giữa những cái sự lựa chọn trong cuộc sống riêng tư của những người trong cuộc ấy, thì có vẻ như hai người sẽ có cái xu hướng là quay trở về để tìm lại cái điểm cân bằng trong cái cuộc sống cá nhân của mỗi người trước. Đó, the world. Và kể cả như là ở đây mình sẽ thấy là đôi bên ấy là họ sẽ tính toán, âm thầm tính toán. Họ sẽ âm thầm tính toán để xem là
Nếu như mà chọn A mà phải bỏ lại B thì kết thúc cái B đó kiểu gì? Hoặc chọn B mà bỏ lại A thì kết thúc cái A đó kiểu gì? Đấy, họ đang lên cho bản thân mình một cái kế hoạch nào đấy, hoặc bạn đang lên cho bản thân mình một cái kế hoạch nào đấy liên quan đến chuyện tình cảm của bạn. Và thậm chí là cái chuyện tình cảm của bạn nó còn xen lẫn rất nhiều ở các cái khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn nữa. Bởi ở đây mình có 10 gận này, có rất là nhiều thứ phải làm, phải lo, phải nghĩ, phải giải quyết, hoặc thậm chí là cái người đối phương của bạn đấy. Thế nên là mỗi bên sẽ có cái sự âm thầm cho bản thân mình, cái sự phòng thủ âm thầm để mà đưa ra những cái phương án nào đấy riêng, như kiểu đang tính, âm thầm tính cái đường đi nước bước để xử lý giải quyết những cái vấn đề quan trọng, ok, để làm sao đấy để mà bên nào cũng vui, bên nào cũng hân hoan, hoặc là để có thể là kể cả có kết thúc đi chăng nữa nha, kết thúc một cái khía cạnh nào đấy. Tức là mình đã nói rồi đấy, chọn A thì phải bỏ lại B, mà chọn B thì phải bỏ lại A, thì phải kết thúc như thế nào đó để mà dĩ hòa vi quý này này, ai cũng vui, hoặc là hoan hỷ đó, chứ không phải là kết thúc trong sự đau đớn. Ok, chắc chắn là sẽ có một cái gì đấy hy sinh bỏ lại phía sau. Thì cái hy sinh bỏ lại phía sau đấy thì nó sẽ áp vào trong cuộc sống của từng người nha, là bỏ lại phía sau đấy là cái gì. Một số bạn đây thì là đối phương của bạn, hoặc là bạn đang đang suy tính cái việc làm mình nên lựa chọn cái cuộc sống cá nhân hay là cuộc sống hôn nhân gia đình, tức là đang bị lưỡng lự. Có thể là nhiều bạn đây là đang ở trên cái bước ngoặt kết thúc cái đời sống cá nhân này để nâng cấp lên là mối quan hệ hôn nhân gia đình này, nhưng mà có một cái gì đấy tiếc nuối và chưa thực sự sẵn sàng để bỏ lại cái mối quan hệ bạn bè này, cuộc sống vui chơi ăn chơi riêng này, mối quan hệ này kia này. Đấy, các bạn đang lưỡng lự là mình nên như nào, lựa chọn chui vào giọng, ok, lựa chọn chui vào giọng đó. Có những cái sự ràng buộc nào đấy mình phải chịu trách nhiệm cho người này người kia, cho gia đình của mình, rồi cho hôn phối của mình, vân 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 mây mây mây, hay là mình lựa chọn những cái cuộc vui nào đấy, ăn chơi nào đấy, sự tự do nào đấy. Thì mình thấy rằng là có thể những người trong cuộc đã có cái sự chọn lựa riêng rồi, đã có cái sự chọn lựa riêng nào đấy rồi, nhưng mà chắc chắn sẽ có những cái lý do nào đấy, như kiểu nhà còn bao nhiêu việc ấy, hoặc là còn rất nhiều việc phải lo ấy. Và thành ra là sẽ có thể đẩy lùi cái quyết định, chưa đưa ra một cái quyết định cụ thể nào đấy, và trong cái khoảng thời gian đẩy lùi cái quyết định này này đấy, phòng thủ này, chưa đưa ra một cái quyết định cụ thể nào đấy này, thì sẽ âm thầm và tính toán để cho bản thân mình có một cái phương án nào đấy, ok, phương án A, phương án B, hoặc thậm chí là bỏ lại phía sau một cái gì đấy thì cũng phải tính toán xem là nếu như bỏ lại như thế thì sẽ như thế nào, cuộc sống của mình sẽ ra sao, bước tiếp theo như thế nào đấy. Mà chắc chắn là sẽ phải đưa ra một cái sự chọn lựa này nhá, đấy, không sớm thì muộn. Nói chung là tháng 8 sẽ là một cái tháng mà khá là phân vân lưỡng lự và cố gắng để cân bằng các cái khía cạnh trong cuộc sống của các bạn cự giải đó. Thì đó là cái trả lời mình có thể dành được cho các bạn cự giải tháng 8 năm 2023 nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những trả lời tiếp theo của mình. Nếu như bạn nào cảm thấy hay có sự liên quan liên kết thì mong các bạn cho mình một like, subscribe ủng hộ kênh này của mình nha. Cũng như bạn nào muốn học tarot thì có thể liên hệ với mình qua Insta và Facebook, mình sẽ để thông tin phía bên dưới. Chào các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với bọ cạp. Bọ cạp. Ok. Xin chào các bạn cung bọ cạp. Trước khi đến với bọ cạp thì mình mong các bạn hãy đón nhận thông điệp thông tin ở đây, tích cực và cởi mở, bỏ qua điều nào không liên quan nhé. Cũng như là ngoài cái mặt trời ra thì các bạn hãy lắng nghe cả mặt trăng, điểm mọc, sao kim cung nhà thứ bảy để có được cái bức tranh toàn cảnh về chuyện tình cảm của bạn nha. Xin kết nối với bọ cạp xem là năng lượng tình cảm tháng 8 năm 2023 này của bạn sẽ như thế nào. Với bọ cạp tình cảm tháng 8 năm 2023, hai xu cự giải cũng có lá này. Tình cảm tháng 8 năm 2023 của bọ cạp. The world. Tình cảm tháng 8 năm 2023 của bọ cạp. Một lá nhảy ra, đây là Knight of Wands, kỵ sĩ vậy. Tình cảm tháng 8 năm 2023 của bọ cạp. Lovers.
các bạn đọc bọ cạp thì mình thấy là các bạn đang có một cái mong muốn làm mới cái mối quan hệ của mình. Nếu như bạn nào có đối tượng rồi thì bạn đang muốn làm mới cái đối tượng của mình. À sorry, làm mới cái mối quan hệ của mình chứ lại làm mới cái đối tượng của mình. Làm mới cái mối quan hệ của mình để giúp cho cái mối quan hệ của mình nó có những cái luồng gió mới, hoặc là nó có những cái sự kích thích về mặt cảm xúc giữa đôi bên đó. Còn làm mới kiểu gì thì lại tùy từng người nha. Nhưng mà hiện tại mình thấy là các bạn đang không biết là làm mới kiểu gì, hoặc là trong một mối quan hệ của các bạn ấy còn những cái vấn đề nào đấy mà kiểu cứ đưa đẩy qua lại này, hoặc thậm chí là đôi bên cứ tung hứng đấy. Thì các bạn đang cố gắng để học cách có thể cân bằng đến cách yêu giữa cái cách yêu của mình và cách yêu của đối phương. Một cái lá nhảy ra đây là chính kiếm. Mình thấy là các bạn cung bọ cạp này đang có những cái nỗi sợ là người đối phương hết yêu mình, hết có cái cảm giác thú vị với mình, hoặc là sợ rằng là cái cảm xúc trong tình yêu của mình, cảm xúc trong mối quan hệ của mình ấy, nó thế nào, nó bị nguội lại đó, nó bị giảm thiểu, nó bị giảm đi, hoặc thậm chí ở đây mình còn cảm nhận như là các bạn còn sợ đối phương của mình có người khác nữa cơ đấy. Cái nỗi sợ đây nó rất là lớn, nó ám ảnh các bạn luôn, sợ rằng đối phương của mình có người khác đó, hoặc là thậm chí là sợ đối phương của mình có sự lựa chọn chọn khác tốt hơn mình, hoặc là sợ đối phương của mình sẽ gặp được ai đấy có cái năng lượng mới hơn mình đấy. Có những cái nỗi sợ nào đấy ở đây với các bạn cung bọ cạp. Tình cảm bọ cạp tháng 8 năm 2023. Hai ly. Bởi vì các bạn dành cho cái người đối phương cái tình cảm cảm xúc dạt dào lắm, trong khi đối phương của bạn thì cứ hừng hực rực lửa, thậm chí là hơi vô tâm vô tư ấy. Nên là các bạn rất là sợ, và sợ rằng là người ta không trân trọng cái cảm xúc của mình. Sợ rằng là cái tình cảm mà các bạn có với cái người đối phương đó nó không cân bằng, nó không công bằng, hoặc là nó không đong đầy hai bên giống nhau ấy. Đấy. Thành ra là tình cảm cảm xúc càng nhiều thì các bạn lại càng sợ, lo sợ được mất trong cái mối quan hệ này. Nhà tình cảm bọ cạp tháng 8 năm 2023 nha. Tình cảm bọ cạp tháng 8 năm 2023. Page of Wands. Cái lời khuyên ở đây của mình ý, đấy là có thể là các bạn sẽ cho bản thân mình và cái người đối phương của mình có những cái buổi hẹn hò nào đấy mới này, mới lạ, hoặc thậm chí là đi du lịch cùng nhau này, thay đổi cái môi trường một chút này. Đó. Thay đổi cái không gian một chút, làm những cái điều gì đấy mới để ít nhất là có thể giải phóng cho các bạn những cái nỗi sợ nào đấy mà các bạn cứ bị ám ảnh ngày đêm, là cái người đối phương kia họ không còn yêu mình nữa, họ không còn cảm thấy là mình thú vị nữa, vân vân ấy. Thì hãy làm mới mình, hãy làm mới cái không gian, cái môi trường của một mối quan hệ đó, để không phải là để cố gắng trói buộc cái người đối phương, mà chỉ cơ bản là giải phóng cái nỗi sợ nào đấy, hoặc là cái sự bất an nào đấy mà bạn đang có trong mối quan hệ. Hãy để cho cái mối quan hệ bạn nó có những cái trải nghiệm mới thú vị hơn. Ok, đó, ba xu. Và nhiều khi nhiều bạn ở đây nha, là các bạn sẽ cần phải học cách yêu, nâng cấp cái cách yêu của mình, nâng cấp cái cách quan tâm chăm sóc của mình, nâng cấp cái thậm chí là cả bản thân mình nữa, nâng cấp bản thân mình ở nhiều khía cạnh. Nhiều bạn ở đây là sẽ cần phải cho bản thân mình có thêm cái sức sống mới, có thể là đi tập thể dục này, làm những hoạt động nào đấy mới thú vị hơn này, làm mới lại mình này, nâng cấp lại mình này ở nhiều cái phương diện khác nhau này, để cho bản thân mình được tự tin hơn này đó, để không còn sợ là à ngoài mình ra là đối phương có người khác, hay là đối phương không còn yêu mình nữa, rồi sợ rằng người ta sẽ tìm được ai đấy tốt hơn đó. Thì hãy nâng cấp bản thân mình nha, cho bản thân mình thêm những cái dòng cảm xúc mới thú vị hơn. Một kiếm nhà, chắc chắn là các bạn bọc cạp ở đây là sẽ có cái xu hướng là nâng cấp bản thân mình, nâng cấp cái có thể là vẻ bề ngoài của mình nữa đó, thậm chí là cái luồng gió mới. Nhưng mà thường với những cái lá này thì mình thấy rằng các bạn sẽ nâng cấp cái tư duy của mình, hệ thống tư duy và cái tri thức của mình đó, thậm chí là cái quan điểm, góc nhìn, lối sống, cách ứng xử, thói quen sống, vân vân.
Ok, đó, đi chơi nhiều hơn, Bali, tham gia nhiều buổi tụ họp hơn, cho bản thân mình có nhiều cái không gian sống, có nhiều cái nhiệt huyết trong cuộc sống hơn. Ok, cái lá mình xuyên suốt ở đây chính là 5 ly. Chắc chắn nỗi sợ nó vẫn còn đó, nhưng mà cái vấn đề của bạn đây không phải là ghì chặt lấy nỗi sợ và cố gắng để kiểm soát đối phương của mình, mà thay vì đó thì các bạn hãy tập trung vào cái đời sống riêng, hãy chỉ tập trung vào niềm vui thôi. Bởi vì nhiều khi ở đây mình thấy là các bạn đang hơi cực đoan và hơi bi quan đó, nhiều khi là nhiều bạn đây đang còn những cái nỗi khổ niềm đau nào đấy mà không biết bày tỏ ra phía bên ngoài như thế nào, không biết cách chọn lựa ngôn từ lời nói ra sao. Bởi vì như mình nói rồi đấy, có thể là đối phương của bạn là một kiểu người hơi vô tâm vô tư đó, họ còn hơi mải chơi nữa, thành ra là các bạn không biết là phải nói như thế nào để cho cái người đối phương đấy hiểu, thì phải học cách để mà nâng cấp cái lời nói của mình này, để mà bày tỏ như thế nào, chứ không phải lúc nào cũng bi quan bi sầu đau quỷ mị xong rồi bắt đấy, tôi là như thế đấy, phải nhìn ra đi đó, vô tâm thì hãy nhìn ra đi, thì chắc chắn là người đối phương kia của bạn họ sẽ không nhìn được ra đâu, mà phải học học cách nói ra. Ok, sử dụng ngôn từ của mình làm sao để cho có thể là chạm được đến cái trái tim của người đối phương, chứ không phải là chỉ trích nhau, không phải là à đây tôi như thế này đây, anh phải quan tâm tôi, và tôi như thế này đây, cô phải quan tâm tới tôi có nỗi khổ niềm đau này đây, là anh phải có trách nhiệm, mà không có nhá. Ok, hãy làm mới chính bản thân mình ở cả hệ thống tư duy và góc nhìn, lối sống, ứng xử, thế giới quan của mình, và cho bản thân mình có thêm nhiều niềm vui, cho cái mối quan hệ của mình có thêm nhiều trải nghiệm, chứ đừng tự hạn hẹp chính bản thân mình, bó chặt lấy và cứ cố gắng đi kiểm soát nhau. Ok, thì khi đấy cái lovers, cái hai ly này của bạn, cái mối quan hệ đang rất là đẹp, thì tự dưng nó lại thành một cái gì đấy mà nó không còn đẹp nữa, bởi vì nó bị nhuốm cái sự bất an, sự bi quan, sự tổn thương, sự mệt mỏi, lo sợ nào đấy mà bạn đang có. Tức là kiểu người tổn thương sẽ đi làm tổn thương những người khác đó, thì các bạn sẽ có cái xu hướng như vậy. Vậy thì mình hãy xử lý ngay từ trong trứng nước, hãy xử lý ngay những cái sự bi quan của mình, xử lý ngay những cái sự tiêu cực của mình, xử lý ngay những cái sự nỗi lo sợ của mình bằng cách là gì? Nâng cấp bản thân mình và làm mới cái cuộc sống của mình, làm mới cái mối quan hệ này. Ok, và hãy nỗ lực cho cái điều đấy. Ok, hãy chơi nhiều hơn, vui nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, cho bản thân mình sống là được sống hơn, chứ không phải là sống trong cái sự u uất bi quan tối tăm mệt mỏi đau khổ nào đấy. Ok, bạn sống kiểu gì thì đấy là do sự lựa chọn của bạn, thì đấy là trải bài mà mình có thể dành cho các bạn bạo cảm nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những trải bài tiếp theo của mình. Nếu như bạn nào cảm thấy hay, có sự liên quan liên kết, thì mong các bạn hãy cho mình một like, subscribe và ủng hộ kênh này của mình nha. Cũng như bạn nào mà muốn học tarot thì có thể liên hệ với mình qua Insta và Facebook, mình sẽ để thông tin của bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài tiếp theo. Bye bye.